Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ giao nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 phù hợp với khả năng thực hiện và tình hình tăng trưởng kinh tế của thành phố. Năm 2019, Bộ Tài chính dự kiến giao cho Thành phố Hồ Chí Minh tổng số thu nội địa năm là 282.455 tỷ đồng, tăng 49.953 tỷ đồng so với ước thực hiện của năm 2018, tương ứng với tỷ lệ tăng gần 21,5%. Như vậy, số dự kiến giao của Bộ Tài chính cho thành phố tăng cao hơn rất nhiều so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tối thiểu từ 12 đến 14%. Căn cứ kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2017 và đánh giá tình hình thực hiện năm 2018, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc bộ tài chính giao chỉ tiêu trên là chưa phù hợp. Cụ thể chỉ tiêu thu từ khu vực kinh tế tăng đến hơn 23% so với ước thực hiện năm 2018 là quá cao so với khả năng thực hiện và tình hình tăng trưởng kinh tế thực tế của thành phố. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài chính chấp thuận giao dự toán thu nội địa năm 2019 theo số đã thống nhất là 259.352 tỷ đồng.